account of the angel Gabriel announcement to Mary that she will become the mother of the Son of God. Chống lên mẹ
là gương mẫu của đời con. Khiết trinh và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa, xứng con mẹ con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bạc ái quên lợi dành. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trang sứ, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Thiên toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Xin che chở giờ sống hết qua trần gian.